hiện thực vẫn còn tồn tại được là nhờ có 7 khía cạnh tâm linh siêu hùng mạnh được nắm giữ bởi 7 thực thể tối cao. Nhưng lạ thay, không có thực thể nào nắm giữ sự sống và là đấng sáng thế. Vì sao vậy? Tất cả là bởi vì vụ nổ Big Bang, một cụm từ hiển nhiên khi nhắc đến vũ trụ. Thế nhưng sao lại có nhiều lầm tưởng đến thế? Vì sao vụ nổ Big Bang không phải là vụ nổ? Có thực sự tồn tại Big Bang hay không? Trung tâm của Big Bang nằm ở đâu? Và Big Bang có liên quan gì đến 7 khía cạnh tâm linh của sự tồn tại? Big Bang không phải là một vụ nổ, cũng không phải là một nhóm nhạc Hàn Quốc đang trên đà xuống dốc sự nghiệp. Chính vì cái tên Big Bang làm người ta nghĩ đó là vụ nổ lớn. Nhưng thực sự mà nói, Big Bang ban đầu cũng chỉ là từ ngữ dùng để chế nhạo cho cái thuyết khai sinh vũ trụ, hay chính xác hơn là thời điểm bắt đầu cho sự tồn tại, là mốc thời gian, là sự kiện nha, chứ không phải là sự miêu tả. Nếu vậy thì diễn tả Big Bang như thế nào cho đúng đây? Big Bang là một ban nhạc gồm có G-Dragon. Xin lỗi mọi người, đọc nhầm xíu. Ngay tại thời điểm Big Bang, tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đột ngột phình lên, giãn rộng ra, tưởng tượng vũ trụ giống như miếng bọt xốp vậy. Lúc đầu là một khối kính, ngay tại lúc Big Bang xảy ra thì tất cả đồng lòng phình to lên, mỗi lỗ li ti trong đó là một cụm giãn nở, tất cả mọi nơi trong vũ trụ đều giãn ra và chồng chập xen lẫn nhau. Bạn tưởng tượng ra được chứ? Nếu được thì chúc mừng bạn, vì cách tưởng tượng đó không phải là chính xác nhất, nhưng lại cho chúng ta hình dung sơ sơ về Big Bang. Khoan, nếu vậy thì chính xác, tất cả những hình ảnh miêu tả về vụ nổ Big Bang là hoàn toàn sai, là không chính xác, là gây lầm tưởng cho người xem ư? Bởi đó không phải là một vụ nổ thông thường, không phải là vụ nổ trong không gian hay bất cứ vụ nổ nào. Big Bang là một sự giãn nở đột ngột của vũ trụ vạn vật ở khắp nơi và ở mọi cấp độ. Vì bản miêu tả nguyên mẫu sự kiện Big Bang đã khó hiểu, thế nên việc làm hình ảnh minh họa và video giải thích lại càng khó khăn hơn. Nên để thuận tiện và gây ấn tượng thì các nghệ sĩ hầu như đều sẽ lấy hình ảnh của những vụ nổ lớn rồi lắp vào cái tên Big Bang. Và nếu là mình vẫn đồng ý với cách minh họa này thôi. Và làm video này không phải ra vẻ kiến thức uyên bác để bắt bẻ người ta, mà là mình đang chia sẻ cho những ai có cùng niềm đam mê vũ trụ vô tận. Bạn có ý kiến thế nào? Đúng rồi đó, điểm kỳ dị không phải là vị trí, và sơ đồ tồn tại 13,8 tỷ năm tuổi đời của vũ trụ là không chính xác nha. Không phải nói về tỷ lệ, mà nói về cái điểm đầu nút của sơ đồ, cái điểm mà chúng ta thường nghe là điểm kỳ dị, nơi mọi vật chất trong vũ trụ tập trung vào một điểm với khối lượng vô hạn, độ đặc vô hạn, và là trung tâm phát xuất của vụ nổ Big Bang. Chính vì chúng ta biết được Big Bang không phải là vụ nổ mà là một thời điểm của sự bắt đầu, thì tương tự điểm kỳ dị này cũng không hẳn là chỉ rõ một vị trí, tọa độ cụ thể, mà đang dùng để nói về những tính chất lạ lùng kỳ quái của thực tại lúc bấy giờ. Nó không giống ai và không tuân theo bất cứ quy luật vật lý hiện hành nào. Điểm kỳ dị hay sơ đồ tuổi thọ vũ trụ cũng chỉ là một phác thảo sơ bộ để dễ hình dung thôi, không dùng nó để truy tìm kho báu được đâu, và mình cũng không nên chối bỏ nó nha. Vì thế mà những câu hỏi kiểu như sao không truy ngược lại hướng giãn nở để tìm ra vị trí khởi đầu của vũ trụ, hay như trái đất chúng ta cách tâm điểm của Big Bang bao nhiêu năm ánh sáng, đó là những câu hỏi không thể trả lời được và cũng không có đáp án. Câu hỏi thú vị ở đây mà chúng ta cần hỏi đó là: đố bạn Big Bang có thực sự tồn tại hay không? Đáp án là có chứ, nhưng đã tan rã rồi. Đi nghĩa vụ xong thì rã nhóm, bỏ nghề ca hát luôn. Không phải là Big Bang của vũ trụ kia kìa, vì không có ai tồn tại lâu đến như vậy để chứng kiến và kể lại. Thế nên chỉ có thể dựa trên những dữ liệu hiện còn có để suy đoán về quá khứ trước đây thôi. Chứ còn quá khứ xa hơn trước, những suy đoán đó thì chưa chắc gì đã đúng. Ví dụ như khi bạn đi một con đường, từ trường về nhà mất 30 phút, bình thường tan trường lúc 5 giờ chiều, thì về nhà khoảng 5 giờ 30 là hợp lý. Nhưng nếu hôm đó bạn cúp học, không có đến trường thì sao? Rồi bạn cũng canh giờ, đi chơi tẹt ga xong tới chiều, thì hòa vào dòng người và về đến nhà cũng đúng 5 giờ 30. Vậy thì liệu người nhà có biết được hôm nay bạn thực sự đã đến lớp, hay chỉ dựa vào suy đoán và không có chút nghi ngờ, có đúng hôm nay cúp tiết không? Các nhà nghiên cứu vũ trụ hiện tại cũng vậy. Chúng ta chỉ đang đứng ở thời điểm 5 giờ 30 phút và suy đoán về những gì đã xảy ra trong suốt 8 tiếng vừa qua bằng những quy luật phổ biến nhất, đúng nhất hiện nay. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng con đường đó là đúng, vì biết đâu vũ trụ có thể rẽ hướng bất cứ lúc nào, thay đổi hướng đi ngay từ ban đầu. Còn cái chúng ta nhìn chỉ là vài bước sau cùng mà thôi. Và một khi các bạn biết rằng thời gian đối với vũ trụ vĩ mô là không tuyến tính, và thời gian còn có sự chồng chập lên nhau trong vũ trụ lượng tử, thì mới thấy còn rất nhiều thứ cần phải làm trước khi khẳng định nguồn gốc của bất kỳ sự kiện vũ trụ nào. Vậy thì Big Bang có liên quan gì đến 7 khía cạnh của sự tồn tại? 7 khía cạnh gồm có định mệnh, cái chết, ước mơ, hủy diệt, khao khát, tuyệt vọng, mê sảng. Trong đó không có gì gọi là sáng thế hay sự sống tạo ra hay sinh ra gì hết. Thế nên mới thấy Big Bang chính là điểm nhấn để hoàn thiện hiện thực. Big Bang là dấu chấm hết cho một câu, nhưng cũng là để bắt đầu cho một câu khác. Rất nhiều tác giả truyện viễn tưởng, hay kể cả các thiền sư và những nhà triết học,
Bác học cũng đồng ý với quan điểm của chu trình vũ trụ. Dù cho thời gian và không gian có vô tận thế nào đi nữa, thì mọi thứ cũng sẽ phải đến thời điểm chuyển giao, nơi mà cái cũ sẽ hoàn thành định mệnh của mình. Sao biết bao nhiêu là mơ ước, là khát khao, để rồi tuyệt vọng và mê sảng, sau cùng cũng phải đến lúc nó chào đón và chấp nhận cái chết, để bị hủy diệt trong vòng đời này, rồi lại tái sinh sang vòng đời mới, tiếp tục con đường mà định mệnh đã sắp đặt. Big Bang là sự đối lập, nhưng cũng là sự bổ sung cho lý tưởng tôn giáo, có đúng vậy không? Tất nhiên những nhà khoa học thực nghiệm sẽ phủ nhận điều này, rằng khoa học và tâm linh chẳng liên quan gì đến nhau, và tâm linh rất vô căn cứ, thiếu thực tiễn. Nhưng một khi khoa học tiến bộ đến mức thượng thừa, thì chẳng thể phân biệt đâu là phép thuật, đâu là tâm linh và đâu là thực tiễn, có đúng vậy không? Cứ thử đem cái quạt trần về quá khứ vài trăm năm trước xem, dân chúng thế nào cũng bảo là máy chém máy cắt, là tử thần biết bay, hay như mang cái đèn pin về, chẳng khác nào chúng ta đang bắt giữ mặt trời trong tay. Nếu những vật dụng cực kỳ bình thường và chẳng phải là công nghệ tối tân mà đã là vậy, thì hãy tưởng tượng nếu người cổ đại thấy được máy bay, thấy được hỏa tiễn, thấy được điện thoại máy tính, thì họ sẽ tôn sùng chúng ta đến thế nào nữa. Bỗng chốc bạn trở thành thần linh trong mắt họ. Thứ mà hiện nay bạn gọi là khoa học kỹ thuật thì người cổ đại xem là pháp thuật nhiệm màu, và thứ mà tương lai cho rằng là tiến bộ của nhân loại thì bạn lại đang xem là tâm linh lố bịch. Cứ thử đặt mình vào những gì mà tương lai có thể làm được xem sao. Lúc đấy tự nhiên bạn sẽ thấy con người hiện tại còn rất kém và hạn hẹp kiến thức. Không biết vô tình hay cố ý mà thuyết Big Bang lại có phần nào tương tự như cách mà các tôn giáo độc thần diễn giải về sự hình thành vũ trụ. Cũng là từ hư không, cũng là sự đột ngột, cũng từ đó mà sinh sôi phát triển. Nhưng cũng từ khi xuất hiện thuyết về Big Bang thì những nhìn nhận về đấng tối cao trở nên mơ hồ và bất hợp lý hơn bao giờ hết. Một khi chúng ta còn đứng trong vòng tròn cô lập của cá nhân thì mọi thứ đều đúng, nhưng cho đến khi vòng tròn của chúng ta giao thoa với người khác thì bắt đầu mâu thuẫn xảy ra giữa khoa học với khoa học, giữa tâm linh với tâm linh và giữa khoa học với tâm linh. Cái nào mạnh hơn, được nhiều sự đồng tình hơn, giải thích được nhiều sự việc hiện tượng hơn thì ắt hẳn sẽ nắm quyền kiểm soát. Lúc đó cái còn lại mặc nhiên trở thành sai trái và bị dèm pha. Lịch sử đã chứng minh không thiếu những sự kiện như vậy. Ngay cả vũ trụ toán học hiện nay, thứ mà chúng ta cho là xương sống của khoa học, thật ra cũng chỉ là một trong nhiều giải pháp được phần đông chấp nhận mà thôi. Các nhà nghiên cứu toán học thường tạo ra vũ trụ cho riêng bài toán của mình, với những quy tắc và luật lệ khác biệt với những người khác. Tất nhiên là vì toán học nên họ cũng sẽ đảm bảo các yếu tố chính xác, giải quyết vấn đề và có tính khoa học, giống như từ trường về nhà. Có nhiều con đường, ai thích đường nào thì đi đường nấy thôi, đường nào nhiều người đi thì kẹt xe, chuyện này ai cũng biết. Cho đến nay, Big Bang trở thành một trong những sự kiện được nói nhiều nhất trong khoa học, trở thành khởi nguồn cho tất cả, được đầu tư nghiên cứu nhiều nhất và thu hút được nhiều sự chú ý từ dư luận. Tuy nhiên, Big Bang cũng đem đến nhiều tranh cãi mơ hồ nhất về nguồn gốc thực sự của hiện thực, về nguồn gốc của vũ trụ và tương lai tận cùng của sự tồn tại. Một khi thực sự hiểu rõ và đầy đủ về Big Bang thì đó chính là chìa khóa mở ra chân trời mới, nhưng cũng là cú chốt cuối cùng cho hàng loạt các câu hỏi hóc búa ngày nay. Tương lai đó quá xa, còn bây giờ thì hãy nếm trải sức mạnh hủy diệt sắp tới, destruction. Hãy cùng chờ xem.